Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Mới, và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, thông tin từ phóng viên được biết từ văn phòng khẩn cấp của chính quyền tỉnh cho biết, tính đến 17 giờ chiều thứ tư vừa qua, lượng mưa lớn và thời tiết bất thường đã khiến 29 huyện trong tỉnh Quý Châu bị ngập lụt. Thiên tai do gió và mưa đá đã làm cho 1,3608 triệu người bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 272 triệu nhân dân tệ. Theo số liệu báo cáo về văn phòng khẩn cấp tỉnh từ khắp trên cả nước, tính đến 17 giờ chiều thứ tư có 29 huyện của tỉnh Quý Châu đã chịu ảnh hưởng lũ lụt, gió giật và mưa đá với 1,3608 triệu người bị ảnh hưởng, 27 người chết và 11 người mất tích, 173 người bị thương và ốm đau, 10.021 người phải di chuyển và tái định cư khẩn cấp, 47.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 7.742 ha bị hư hỏng, 2.150 ngôi nhà của 684 hộ dân bị tốc mái, 12.800 ngôi nhà bị hư hại. Thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai gây ra là 272 triệu nhân dân tệ, trong đó thiệt hại về nông nghiệp là 167 triệu nhân dân tệ. Mái tòa nhà chính phủ ở thị trấn Trang Khai, Quý Châu bị sét đánh thủng ba lỗ. Chiều hôm thứ Tư, trong cơn mưa lớn, dông lốc đã ập vào tòa nhà văn phòng chính phủ nhân dân thị trấn Trang Khai, thành phố Jeju, chọc thủng ba lỗ tròn trên mái và làm hư hỏng hơn 20 thiết bị điện. Theo Chu Lôi, Phó Thị trưởng chính quyền thị trấn, vào lúc 16:47 chiều hôm thứ Tư, khi trời đang mưa to, một tiếng sấm đinh tai vang lên, đánh vào ngói xanh và xà nhà trên mái của tòa nhà chính quyền thị trấn, làm vỡ nát tấm xi măng, bị thủng ba lỗ tròn, tòa nhà bị mất điện ngay lập tức. Theo thống kê sơ bộ, hơn 20 thiết bị điện như máy tính, TV, máy photocopy và hệ thống phát sóng trong tòa nhà và các đơn vị xung quanh và cư dân đã bị hư hỏng, thiệt hại kinh tế gần 100.000 nhân dân tệ. Cùng ngày, các điều tra viên từ Trung tâm Chống sét và Giảm nhẹ thiên tai của Cục Khí tượng tỉnh Kiềm Nam đã khẩn trương đến hiện trường để điều tra. Nguyên nhân phân tích sơ bộ là do tòa nhà văn phòng nằm ở lưng chừng núi nên điện trở xuất của đất thay đổi rất nhiều và các tòa nhà cao. Ngoài ra, tòa nhà không có thiết bị chống sét, điều này gây ra lực cơ học mạnh do sét đánh vào nhà và sau đó làm hỏng các thiết bị điện trong nhà. Được biết, trước đó trên toàn tỉnh đã xảy ra 2 lần sét đánh, lần còn lại vào lúc 23:50 đêm hôm thứ Hai. Là Chính Hoa bị sét đánh chết tại chỗ, còn tại An Thuận, lũ lụt tàn phá khiến 740.000 người bị ảnh hưởng. Tờ tin tức đưa tin, kể từ hôm Chủ nhật do mưa lớn liên tục, các quận và huyện của thành phố An Thuận đã phải hứng chịu thiên tai lũ lụt ở các mức độ khác nhau, trong đó quận Tây Tú, khu phát triển, quận tự trị Tử Vân và quận Bình Bát đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong trận lũ lụt này, có tổng cộng 745.100 người bị ảnh hưởng ở An Thuận, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 155,69 triệu nhân dân tệ. Tại đường Quý Tân đã xảy ra lở đất, làm cho hàng nghìn phương tiện bị mắc kẹt. Theo tờ báo của địa phương cho biết, mưa lớn trong vài ngày qua đã gây ra sạt lở đất nghiêm trọng ở một số đoạn của đường cao tốc Quý Tân – Đô Sơn và một số cây cầu trên quốc lộ chịu tác động của dòng chảy lũ cũng đang gặp nguy hiểm. Cảnh sát giao thông khuyên tài xế chuyển hướng. Vào lúc 2 giờ sáng thứ Năm, do mưa lớn trong nhiều ngày, một trận lở đất quy mô lớn đã xảy ra tại 232 km đường cao tốc Quý Tân, làm gián đoạn hoàn toàn giao thông trên đoạn từ Thượng Tứ đến Hạ Tư ở Đô Sơn, Quý Tân. Đường cao tốc đang được khắc phục sửa chữa, theo bộ phận cứu hộ sẽ mất ít nhất 5 ngày để khôi phục giao thông. Hiện toàn bộ phương tiện lưu thông trên đoạn tuyến này được phân luồng từ quốc lộ 210. Tuy nhiên, con đường trên quốc lộ 210 không chỉ hẹp mà một cây cầu giữa Thượng Tứ và Hạ Tư trên quốc lộ 210 đã bị nứt, các phương tiện hạng nặng khó có thể đi qua. Đến chiều thứ Năm, hàng nghìn phương tiện bị mắc kẹt trên quốc lộ Quý Tân và quốc lộ 210. Lữ đoàn số 4 của Cảnh sát Giao thông Quý Tân đề nghị tất cả các phương tiện và tài xế trên đường cao tốc Quý Tân sắp đi vào nên được chuyển hướng. Hiện tại, lữ đoàn số 4 của Quý Tân đã cắm hai biển cảnh báo lần lượt được đặt tại trạm thu phí Tân Trại và cách xa lộ Quý Tân tại 192 km, nhắc nhở các phương tiện đi qua chuyển hướng. Thưa quý vị, hôm qua, Văn phòng Tổng cục Phòng chống lũ lụt hạn hán và Phòng chống gió của tỉnh Quảng Đông cho biết, kể từ hôm Chủ nhật đã xảy ra mưa lớn ở các khu vực khác nhau của tỉnh, gây ngập lụt một số khu vực của Triệu Khánh, Mậu Minh, Trạm Giang và các thành phố khác. Theo số liệu thống kê của Văn phòng 3 Phòng chống cấp tỉnh,
2 quận và 10 thị trấn ở Mao Minh đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn với dân số 75.000 người và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 39 triệu nhân dân tệ. Trong đó, diện tích hoa màu bị ngập là 44.900 ha, cây lương thực 11.300 ha, cây kinh tế 30.000 ha, ao, đập, nuôi trồng thủy sản 2.500 ha bị cuốn trôi, 16 tuyến đê bao bị hư hỏng với chiều dài 3,87 km và 32 tuyến kênh đê dài 6,5 km, có 25 cống, 37 đập dâng và 12 trạm bơm tưới. 52.500 ha cây trồng bị cuốn trôi ở thành phố Ngũ Xuyên, Trạm Giang. Một số khu vực ở thành phố Triệu Khánh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Một trận lở đất xảy ra ở đoạn thành phố Cao Giao của đường cao tốc Quảng Châu, khối lượng sạt lở gần 600 mét khối. Con đường từ Quảng Châu đến Triệu Khánh bị phong tỏa, một nhà cửa bị sập, trang trại gà bị hư hại. Khoảng 100 ha đất nông nghiệp ở ngôi làng thứ 3 của thị trấn Mậu Cương, huyện Duẩn Châu và một số ngôi làng ở thị trấn Hoàng Cương cũng bị ngập nước. Rất may không có thương vong nào được báo cáo tại các khu vực nêu trên. Sáng hôm sau, khu vực Trạm Giang phía Tây Quảng Đông có một trận mưa lớn khiến một số đường phố ở quận Hạ Thiện, thành phố Trạm Giang bị ngập lụt. Phần nằm gần mép sông đường phố biến thành sông, nước ngập đến thắt lưng và hậu quả là nhiều phương tiện bị chết máy. Giao thông khu vực này bị gián đoạn khoảng 5 tiếng đồng hồ, phải đến gần trưa thì nước rút mới lưu thông trở lại bình thường. Sáng hôm sau đó, một số trường học ở quận Hạ Thiện buộc phải tạm dừng các lớp học. Theo Cục Khí tượng địa phương, trong 3 giờ trước 9 giờ sáng hôm đó, lượng mưa ở hầu hết các khu vực của Trạm Giang đều đạt hơn 150mm. Những khu vực này trước đó bị hạn hán nghiêm trọng, nay đã giảm bớt hạn hán. Tại bán đảo Lôi Châu, bán đảo Sơn Đông, lượng mưa lớn gây lũ lụt ở một số khu vực từ thứ 7 đến thứ 3 do bị ảnh hưởng bởi các cơn bão nhiệt đới số 4 vào hôm thứ 5 và bão số 5 vào hôm thứ 6 vừa qua. Bán đảo Lôi Châu của Quảng Đông và bán đảo Sơn Đông đã trải qua mưa to đến rất to và mưa xối xả cục bộ. Theo thống kê, thị trấn Tang Gia, thành phố Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông có lượng mưa tối đa 213mm trong 1 giờ, lượng mưa tối đa 739mm trong 24 giờ và lượng mưa quá trình tối đa 935mm hơn 200 năm mới xảy ra một lần. Từ hôm thứ 7 tuần qua đến thứ 3 tuần này, lượng mưa trung bình ở thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông vượt quá 300mm, lượng mưa trung bình ở Yên Đài và Thanh Đảo vượt quá 200mm, trong đó lượng mưa trung bình ở thành phố Văn Phong đạt 363mm, lượng mưa trung bình ở 5 quận vượt quá 300mm. Lượng mưa lớn khiến lũ các sông suối ở hai nơi dâng cao, lượng nước tích trữ tại các hồ chứa tăng nhanh. Sông Nam Đô ở tỉnh Quảng Đông đã trải qua trận lũ vượt mức cao nhất trong lịch sử và tần suất lũ vượt quá 100 năm. Do lượng mưa lớn, hồ chứa nước Đại Loan, một hồ chứa cỡ trung ở thành phố Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông có nguy cơ bị ngập 2 lần. Mặc dù các biện pháp khẩn cấp như đào thân đập để xả lũ đã được thực hiện, nhưng đập tràn đã bị cuốn trôi nghiêm trọng. Sau khi hồ chứa hết nguy hiểm, chính quyền địa phương đã di rời trước những người dân bị đe dọa ở hạ lưu không nên có thương vong. Sông Đại Cổ Gia Hà ở Yên Đài, tỉnh Sơn Đông đã trải qua đỉnh lũ lớn nhất trong lịch sử là 2.970 m3 mỗi giây. 39 hồ chứa lớn và vừa trong tỉnh đã vượt quá giới hạn lũ và 24 hồ chứa bị tràn. Lượng mưa đã làm tăng dung tích hồ chứa vừa và lớn trên địa bàn tỉnh thêm 1,033 tỷ m3. Theo thống kê, tính đến thứ ba, mưa lớn đã gây ra thảm họa ở một số tỉnh Quảng Đông và Sơn Đông, trong đó Trạm Giang và Mậu Danh ở Quảng Đông bị ảnh hưởng nặng nề. Tại tỉnh Quảng Đông, 1,165 triệu người và hơn 400.000 ha mùa màng bị ảnh hưởng, hơn 3.600 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,34 tỷ nhân dân tệ. Tại tỉnh Sơn Đông, 251.400 người và 226.900 ha mùa màng bị ảnh hưởng, 357 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 272 triệu nhân dân tệ. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Để đối phó với lượng mưa lớn do cơn bão nhiệt đới này gây ra, Văn phòng Quốc phòng đã kịp thời tiến hành tham vấn phòng chống lũ lụt, đưa ra thông báo và thực hiện nhiều đợt triển khai công tác phòng chống mưa lũ. Tổng cộng 3 tổ công tác đã được cử đến Phúc Kiến, Quảng Đông và các nơi khác để hướng dẫn phòng chống bão lụt. Sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy chính quyền địa phương và các cấp lãnh đạo hết sức coi trọng, xuống tuyến trước chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Hiện tại, mưa do bão số 4, số 5 vẫn đang tiếp diễn ở một số khu vực. Ngành phòng chống lụt bão các cấp đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình mưa, bàn bạc, triển khai kịp thời, thực hiện tốt nhất công việc quốc phòng khác nhau. Ngoài ra, theo dự báo của Cục Khí tượng, trong vài ngày tới, ở Đông Bắc Trung Quốc, đặc biệt là Liêu Ninh và Cát Lâm, sẽ xuất hiện quá trình mưa lớn,
để làm tốt công tác quốc phòng, hôm nay Bộ Quốc phòng đã cử một tổ công tác đến Liêu Ninh và Cát Lâm để hỗ trợ và hướng dẫn công việc. Kính thưa quý vị, trong những ngày gần đây, lượng mưa lớn liên tục trên diện rộng đã xảy ra ở phía nam sông Dương Tử, Nam Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc. Một số khu vực đã phải hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Bộ Tư lệnh Quốc phòng đã đưa ra phản ứng khẩn cấp 3 cấp độ. Và Ủy ban Giảm nhẹ thiên tai quốc gia đã đưa ra phản ứng khẩn cấp 4 cấp độ đối với các thảm họa ở Quý Châu và Hồ Nam, đồng thời cử các nhóm công tác đến các khu vực bị lũ lụt. Cho đến nay, trận mưa lớn diện rộng đầu tiên trong năm nay ở một số tỉnh phía Nam đã khiến 55 người chết và 25 người mất tích ở Quý Châu, Hồ Nam, Quảng Tây, Giang Tây và các tỉnh khu vực khác. Theo tin tức mới nhất từ Đài Khí tượng Trung ương, trong ngày hôm qua, một số khu vực thuộc Trung và Nam Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Tây Nam Quý Châu đã có mưa lớn. Một số khu vực có mưa dông lớn và thời tiết đối lưu mạnh như ngắn hạn, dông bão, gió mạnh hoặc mưa đá. Vào khoảng 14 giờ ngày thứ Sáu, thành phố Nam Sương, tỉnh Giang Tây bị sét đánh, mưa xối xả chút xuống, cả thành phố lập tức bước vào đêm giữa ban ngày. Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây đã khẩn cấp phát tín hiệu cảnh báo sét màu cam để nhắc nhở người dân chú ý đề phòng thiên tai sét đánh. Tân Hoa xã Nam Sương cho biết, kể từ tối ngày thứ Tư, sấm sét mạnh, mưa lớn, gió mạnh và thời tiết đối lưu mạnh tiếp tục xảy ra ở miền Trung và miền Bắc Giang Tây. Một số khu vực đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cục Dân sự và Kiểm soát lũ lụt tỉnh Giang Tây nói rằng, theo thống kê mới nhất, tính đến 20 giờ ngày thứ Sáu, quá trình thời tiết đối lưu mạnh mẽ này đã gây ra thương vong nghiêm trọng ở Thượng Nhiêu, Nam Sương, Trấn Cảnh Đức, Tề An, Nghi Xuân và các nơi khác ở tỉnh Giang Tây. Trong đó có 32 người chết do sét đánh, 5 người chết vì sập nhà do dông lốc và gió giật mạnh. Cục khí tượng dự đoán rằng sấm sét mạnh và mưa lớn ở miền Trung và miền Bắc Giang Tây sẽ tiếp tục cho đến thứ Bảy. Hiện tại, chính quyền các cấp ở Giang Tây đang nỗ lực hết sức để thực hiện công tác cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.